Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh. Thì sáng hôm nay tôi đi vào cái hồ nhà tôi đây này. Đấy, hồ nhà tôi đây nhá. Cái hồ mà tôi hay nuôi ốc ấy, đây này, ốc tôi nuôi đây này. Thì mục đích là vào để xem ốc nó đã đẻ trứng hay chưa ấy, để mình thu hoạch trứng ốc. Vì cái mùa này là ốc nó bắt đầu đẻ trứng ấy. Và mình đem cái trứng ốc về để ấp nhá, ấp nở sau đấy tiếp tục nuôi. Chứ bây giờ thì giá ốc con nó đắt lắm, tầm 500 đồng một con ốc cơ, con ốc bé xíu ấy. Do đó mình ấp được thêm thì nó tốt hơn. Và cũng chia sẻ cái cách kỹ thuật cũng thu hoạch ốc trứng cũng như cách ấp trứng với trứng ốc ấy, mà trứng người đúng nhá, với tất cả anh em đam mê trong cái hồi mà chúng ta nuôi ốc hiện nay và bây giờ ấy. Đây, để tôi lấy cái túi bóng để đựng trứng ốc nhá. Thường thì tôi không mang theo rổ thôi, chứ đem theo cái rổ thì nó sẽ hạn chế làm vỡ trứng ốc hơn. Chứ còn đem theo cái túi bóng này thì nó dễ, trứng ốc nó dễ bị vỡ lắm. Nhưng mà tôi không có thì tôi dùng tạm. Đây nhá, ốc ở trong đây này, nó đè lên cái bè tôi làm đây này. Và ở ngoài ra là ở ngoài bờ hồ ấy, nó còn đè dọc cái bờ hồ nhà tôi đây này. Bây giờ mình cứ vào kiếm thôi, ở trong những cái chỗ này này, đấy. Ốc chắc chắn nó đè ở trong này rồi. Thì cách nhà ốc này tôi thấy nuôi nó dễ lắm, ốc nó nở cũng dễ. Chỉ cần anh em làm đúng cái quy trình một chút thôi là đảm bảo thành công ngay. Rồi bây giờ vào đây bắt nhá. Chắc chắn trong này có này anh em này. Đâu rồi, đâu rồi? Để tôi banh nó ra nhá. Đầu tiên phải banh mấy cái ấy, đây anh em. Đây này, đây này, đây có hai tổ nhá. Tôi nói không sai mà. Đây. Tôi thu hoạch muộn quá, tổ này bị con gì nó ăn mất rồi anh em này. Tổ bên này thì mới đẻ đang còn đẹp lắm. Đấy, tuyệt vời chưa? Xem nào, bên này còn nữa không? Úi giời, à đây một tổ anh em này. Đây, đây 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 đây, tổ ốc đây. Đấy. À, trên này một tổ nữa này. Đấy, đây đây đây. Ui giời, nhiều lắm. Ốc nó đẻ nhiều lắm. Anh em lấy trứng ốc phải hết sức cẩn thận nhá. Vì nó dễ vỡ lắm. Trứng nó mỏng lắm. Mỏng manh dễ vỡ. Đấy. Đây nhá, cái này hình như nó mới đẻ lúc sáng ấy. À lúc đêm, lúc tối. Đã còn nhớt này. Nhưng mà mình cứ để thế này là con chuột này, rồi con ngan, con vịt nó ăn hết. Mình phải đem về ấp thì tỷ lệ nó mới cao. Rồi ok. Bây giờ sẽ thu hoạch mấy cái trứng này nhá. Để tôi bỏ vào túi bóng. Đấy, để nhẹ nhàng vào đây thôi nha. Đấy, tiếp cái tiếp theo này, đâu nhỉ? Đấy, cái tiếp theo đây. Ô trời. Đấy. Thôi thì đất chính này, đất chính mặc kệ xác nó nhá. Hai. Ôi trời, ngập nước rồi nhá bồi, nguy hiểm rồi. Anh em lưu ý là đừng có để cái trứng ốc nó ngập nước nhá. Chắc là tôi phải để cái túi bóng lên bờ rồi. Thôi thì để tàn bên đây đã nha. Không có cái gì để bỏ thế mới buồn nhá. Đâu đây đâu. Đây. Rồi thì tôi để tạm đây nhá. Đấy, tôi cảm nhận là vỡ mất mấy quả đấy đấy. Vỡ mất mấy quả trứng rồi. Ở phía ngoài này này. Anh em chờ tôi một lát nha. Tôi rú cái túi bóng này cho khô đó. Để đừng ốc chứ không ướt là nó bị úng ấy. Như trứng gà ấy. Đấy rồi anh em. Tôi vừa làm xong cái túi này. Để mấy cái lá cây vào cho nó êm nhá. Rồi. Bây giờ để cái túi trên bờ, được quả trứng nào thì nhặt đem bỏ vào. Chứ không để dưới nước nữa. Đây, hiện tại là được hai tổ nhá. Đây gọi là tổ trứng không phải quả trứng nữa. Đúng nhỉ? À đây 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 nha. Tiếp theo là hai cái tổ này. Nó đẻ sâu lắm anh ạ. Con ốc nó khỏe thế nhỉ. Nó đẻ cái tổ trứng sát vào trong bờ luôn.
Ok. Đấy, ba tổ nhá. Tổ thứ tư này mới đẻ này, nhìn đang trắng lắm. Tôi đem tay tôi móc luôn anh em ạ. Đây, thì con ốc nào mà nó to ấy, thì nó đẻ trứng, tổ trứng mới to nhá. Con ốc nào mà nó bé ấy, thì nó đẻ tổ trứng nó không to, nó bé hơn. À, không phải, đây không có. Đây, để xem bên này xem nào. Ui. Hết rồi anh em. Bốn tổ, à đây. Trong này chắc phải con chứ. Đây, 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 đây. Đây một tổ nữa anh em. Đây nha, đây nha. Con ốc nó leo giỏi nhỉ. Cái bờ đất cao thế này mà nó vẫn lên đẻ được. Đây. Thế là được 5 tổ. Đây, tổ thứ 6 đây anh em. Úi giời. Cái này thì nhìn quá đẹp luôn. Đấy. Tổ toàn tổ mới anh nhá. Toàn là những tổ nó mới đẻ hôm qua hoặc sáng nay cả. Để sang bên này xem nào. Úi giời, đây nhiều lắm anh ơi. Đây này, đây một tổ này. Đây tổ nữa này. Đấy, toàn con bé nó đẻ thì quả trứng, cái tổ trứng nó bé xíu. Khó lấy lắm. Đây, lấy tổ này trước. Đấy, ra đây, ra đây. Ui, cái rễ cây nó đâm vào quả trứng rồi này anh em này. Cái rễ cây vàng vàng đây này. Đấy, đâm thủng quả trứng luôn. Đấy, đâm thủng mất quả trứng kìa. Túi bóng này để xa quá. Lát nữa lấy xong ở ngoài này vào vào trong cái bè tôi làm ấy, xem có quả trứng nào ốc đẻ chưa nhá. Vì tôi làm cũng khá là lâu rồi. Đây, tổ này để sâu lắm. Úi rồi móc vỡ mất một ít anh em ơi. Vỡ mất mấy quả phía trong ấy. Tiếc quá. Tôi lại tưởng tổ bé chứ hóa ra là tổ to. Rồi, ok. Cho vào đây. Xem nào. Quản nữa không? Hết rồi anh em ạ. Hết rồi, hết rồi. Vì là đầu mùa ấy. Đầu mùa cho đỏ ốc nó đẻ cũng còn khá là ít. Chứ còn vào chính vụ. À đây anh nhá. Đây một tổ nữa. Chứ còn vào chính vụ thì ốc nó đẻ hơi bị nhiều luôn, hơi bị kinh khủng luôn. Đây. Thế mà tưởng hết rồi. Thế này anh em nhân lên là cũng khá khá đấy. Cứ anh em cứ nhân một tổ như thế này khoảng 50, 70 hoặc 100 con đấy. Đấy, nếu ấp nở ra thành công tỷ lệ khoảng 80, 90%. Thế là nhân với 500 đồng một con là được rất là nhiều tiền đấy nhá. Mình đỡ bao nhiêu là tiền giống đấy. Đây, thành quả đây anh em ơi. 2, 4, 6, 8, 9 tổ rồi. Sướng sướng. Bây giờ sẽ vào trong này nhá. Vào trong cái bè này kiểm tra xem có cái tổ nào không. Sau đó sẽ sang bờ bên kia. Đấy, dọc bờ bên kia còn nhiều lắm. Bờ kia kìa. Năm ngoái tôi thu hoạch được rất là nhiều. Đấy. Tôi vừa kiểm tra ra nhá. Ở trong bè này thì chỉ có duy nhất có một tổ thôi. Đây này, tôi lật những cái bèo này lên mà không không nhìn thấy nhá. Đấy, chỉ thấy duy nhất có một tổ đây này. Đây nhỉ? À đây 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 đây. Đây, chắc là con này nó đi đẻ sớm hơn so với thường lệ thôi. Hoặc là những con trong 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 cái chốt nuôi của tôi đây này nó chưa chưa tìm được cái nơi để đẻ ấy. Vì chúng phải đẻ đến bơ mà. Sau đó là chúng chưa đẻ. Buồn quá nhỉ, được có mỗi một tổ.
Thì trước đây tôi có cắm cọc thế này này, chỗ ốc nó để, nhưng mà để vào đây nó nắng nó chiếu vào ấy, mình lấy không kịp là trứng nó úng hết. Thứ nhất, thứ hai là lấy khó lấy lắm, nó dính chặt vào trong cây ấy, không lấy được luôn. Do đó phải làm cái bè này cho nó đẻ xem hiệu quả hơn không. Bây giờ sẽ sang bờ bên này để tiếp tục thu hoạch trứng ốc nhá. Xin mời anh em cùng theo chân tôi này. Anh em xem video thấy hay thì hãy nhớ đăng ký và bấm vào nút thích này, nút like ấy, cũng như để lại bình luận nhá. Những anh em nào có ý kiến gì thắc mắc thì chúng ta để lại bình luận và chia sẻ cho mọi người cùng biết, rất là cảm ơn. Thôi không nói nhiều nữa, sang bờ bên này. Đây anh em, tôi tìm nãy từ nãy tới giờ nhá, cuối cùng cũng tìm được thêm một tổ ốc này. Vì là đầu mùa mà cho đó ốc nó chưa đẻ nhiều. Tìm từ đầu kia sang tận bờ đầu bên này, đối diện cái bờ nuôi ốc vừa rồi ấy, mới được thêm một tổ đây. Cũng khá là to, nó mới đẻ lúc sáng thôi. Úi giời, ok, rồi cho vào túi. Thì chắc là dạo này phải thu hoạch thường xuyên đấy nhá, vì tôi thấy là chắc là đến mùa rồi đấy, đến mùa ốc nó đẻ rồi. Đấy rồi. Đây nha. Cái lửa đầu tiên thì mình cứ lấy một ít này về rồi trưa nay nhá, trưa nay sẽ đem đi ấp luôn nhá. Đấy. Lát nữa về sẽ bỏ vào thùng xốp ấp luôn, thì anh em nhớ theo dõi cái quá trình ấp trứng, cái cách ấp trứng của tôi nhá, xem nó đúng hay nó sai ấy. Nó đã được chưa? Đây, còn bây giờ sẽ đem cái này đi cất đã, chưa đem về thì sau đấy sẽ đem ấp luôn. Tôi vừa trở về nhà nhá, thì cái thùng xốp năm ngoài tôi ươm ốc giống đây này, hôm nay tiếp tục sử dụng. Đấy. Còn cái vỉ này là anh em đặt trứng ốc lên cái vỉ miếng xốp đấy nhá, và đổ nước vào. Bây giờ sẽ cho nước vào đây nhá, rồi sẽ đặt trứng ốc vào sau. Tôi vừa đổ nước vào. Đây. Bây giờ sẽ lấy trứng ốc ra và cho vào thùng nhá. Đâu rồi, trứng ốc đâu rồi? Toàn thấy là cây thôi anh em. Đây. Anh em đặt nhẹ nhàng vào nhá. Đây. Hay quá. Đấy, ba quả to chưa? Lúc sáng tôi lấy được khá là nhiều đó anh em ạ. Đấy, một hàng. Ui. Đây, cái này là cái cuối cùng nhá. Đây, rồi, ok. Thì nước thì không cần nhiều đâu nhá, nước thì chỉ cần một chút nước thôi. Và anh em nhớ bỏ thêm beo cám này và beo hoa dâu vào đây để cho ốc nó có chỗ để nó bám nhá. Còn cái này thì chúng ta phải đẩy cái này lên này. Đây, đẩy cái này lên, đẩy cái miếng này lên để khỏi nắng chiếu trực tiếp vào. Nhưng mà vẫn chưa xong, bây giờ phải lấy một cái khăn ướt đấy, cái khăn ướt phủ lên cái trứng ốc này này. Đây. Thì tôi đi lấy cái khăn ướt phủ lên. Ai xa, đây rồi. Cái này được đấy. Cái quần con bé nhà tôi. Xài luôn. Đấy. Rồi, ok. Cái này thì không cần phải tưới nước lên nhiều đâu, cứ để như thế thôi. Sau đấy đẩy cái này vào nhá, chúng ta đẩy cái này vào để tránh nhanh chàng chiều trực tiếp vào. Tuy nhiên này đừng có đẩy kín vì để như thế cho không khí nó lưu thông ấy. Rồi anh em nhớ bỏ thêm cây bèo, chiều nay tôi lấy bèo và một ít bèo cám ấy, bèo hoa dầu bỏ vào nữa là ok. Thì khoảng 2 đến 20 ngày sau trứng sẽ nở nhá. Hôm nào trứng nở tôi sẽ quay tiếp cho anh em xem. Bây giờ video xin kết thúc tại đây, cảm ơn anh em đã theo dõi. Cứ để như thế thôi. Đấy, thỉnh thoảng mình ra mình xem vì không có con gì nó vào được ấy, thì trứng khá là an toàn.